chính, nhất là về lộ trình đón khách quốc tế thì tôi chia ra 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là từ tháng 11 năm 2021 là thời điểm này, và cái khách sẽ là đi theo các cái chương trình du lịch chọn gói thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế tại 5 địa điểm là Phú Quốc, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ninh, 5 địa điểm. Và giai đoạn 2 thì từ tháng 1 năm 2022 thì mở rộng, dự kiến là mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế và khách có thể tham quan các chương trình du lịch kết hợp ở 5 cái địa điểm đã nêu trên và có thể bổ sung thêm một số các địa phương khác để đáp ứng các điều kiện về đón khách quốc tế và có thể là du lịch trong cái sau đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên là 7 ngày thì có thể tiếp tục được các điểm đến tiếp theo. Và giai đoạn 3 thì là mở cửa lại hoàn toàn đối với những thị trường khách du lịch quốc tế và thời điểm bắt đầu sẽ là căn cứ theo tình hình dịch bệnh thực tế trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong 2 giai đoạn đầu. Về cái khách du lịch quốc tế thì chúng tôi cũng có cái điều kiện là khách du lịch quốc tế đến Việt Nam có thể là người nước ngoài hoặc người Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì cũng có bốn điều kiện. Thứ nhất là phải tiêm hai đủ cái liều vaccine, hai hay một mũi tùy theo cái loại vaccine, và nó có cái yêu cầu là có hiệu lực đủ 14 ngày và không quá 12 tháng. Thứ hai là có kết quả âm tính xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Thứ ba là có bảo hiểm y tế và bảo hiểm du lịch, và trong đó cũng có cái nội dung là chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu là 50.000 đô la. Và thứ tư là tham gia cái chương trình du lịch chọn gói đối với doanh nghiệp lữ hành. Về cái dự kiến và cụ thể mà trả lời câu hỏi của phóng viên là về thời gian bắt đầu đón khách quốc tế tại các địa phương ở trong giai đoạn một thì tôi dự kiến là từ ngày 20 tháng 11 năm 2021 và từ ngày đến ngày 20 tháng 12 năm 2021 Kiên Giang sẽ triển khai thực hiện theo lộ trình dự kiến tổ chức một số chuyến bay thuê chuyến để thử nghiệm quy trình đón khách phục vụ. Đến giữa tháng 11 năm 2021 thì Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam dự kiến đón các chuyến bay thí điểm, và trong tháng 12 năm 2022